Các bạn đã quay trở lại với kênh BBB Bắp và truyện ma bắp đọc cầu vong phách. Ở tập trước thì thầy Vĩnh mặc dù đã biết là bản thân của mình bị chứng, bị một cái hội chứng rất là kỳ lạ, đó là sợ nước. Thì có thể là cái hội chứng đó do một cái sự cố nào đó đã xảy ra với thầy Vĩnh khi mà thầy còn nhỏ hoặc là ở quá khứ. Bắp nghĩ là sự việc đó rất là khủng khiếp đối với thầy Vĩnh, vì vậy cho nên khiến cho thầy bị sợ nước. Qua ba chương đầu tiên thì chúng ta cũng biết được là câu chuyện về cầu vong phách sẽ xoay quanh về vấn đề ma da. Mà nước mà dưới nước đó các bạn Đây là một đề tài khá là thú vị Được tác giả Thục Linh đào sâu trong câu chuyện này Ở tập trước chúng ta cũng biết là mặc dù thầy Vĩnh rất là sợ nước Nhưng mà không nỡ từ chối cô Loan Khi mà cô Loan nhờ thầy Vĩnh giúp đỡ cho ông Lãng Đó là trưởng làng của làng Thổ Hà ngày trước à, Bây giờ thì thầy Vĩnh phải quay trở về một cái ngôi làng khác gọi là làng Độc Kiều Để giải quyết xem tại sao ở đó có rất là nhiều người bị chết đuối nguyên nhân vì sao gây ra cái hiện tượng chết đuối đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp ba chương tiếp theo. À, cũng giống như mọi khi để gợi nhớ thì Bốp sẽ đọc một xí 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 thôi các bạn của chương trước để cho các bạn không có khỏi bỡ ngỡ. Ở cuối tập trước thì thầy Vĩnh đã bắt gặp được hình ảnh của một cô gái nhảy cầu tự vẫn. Nhưng mà thầy Vĩnh thì sợ nước, mà sợ nước thì chắc chắn là sẽ không biết bơi. Bắp nghĩ là như vậy thì không biết là cô gái đó có được cứu hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé ở trên cầu thấp thoáng bóng người, hình như là một cô gái đang đứng yên lặng trên cầu, gió sông thổi mái tóc tết ngắn hai bên của cô gái bay lất phất, trông rất thê lương. Cô gái đang ngắm cảnh thì phải, tiện quá, tôi sẽ đi qua hỏi chuyện luôn về ngôi làng trước mặt. Tôi bước thêm hai bước nữa, bỗng nhiên cô gái bám chặt lên thành cầu, đứng lên bằng một động tác rất dứt khoát rồi giao mình xuống sông. Bóng dáng mảnh mai của cô gái như bị thổi bay trong những cơn gió lồng lộng trước khi mất hút phía dưới in đậm vào trong mắt tôi Máu tôi đông lại vì cảnh tượng gây đả kích quá lớn Chương 4 Độc Kiều Tôi đứng như chôn chân tại chỗ Tôi quả thật không biết nên làm gì Tôi không đủ dũng cảm để nhìn xuống dòng nước đấy nữa là lao xuống cứu người Đương nhiên là tôi không biết bơi Sau một giây sững lại, mặt tôi đỏ phần phần Tôi cuốn lên nhìn xung quanh xem có ai gần đó để giúp đỡ không Thời gian cứu được chỉ chưa tới 5 phút Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió rinh rít bên tai. Có, có ai không? Tôi hét. Tôi đang không biết nên làm thế nào nữa, thì một bóng người lao vút từ phía bên kia cầu sang, miệng hét to. Thu, thu! Bóng người đó lao vút lên thành cầu rồi nhảy xuống dòng nước bên dưới. Tôi hết sức thẳng thốt. Phía đằng sau, một đám người chạy theo, lố nhố. Hình như người kia lao xuống để cứu người con gái đã nhảy xuống đám đông bám vào thành cầu nhìn xuống dưới dòng nước đang chảy nhao nhao lên tôi cũng run rẩy bước lên chiếc cầu gỗ có két để xem chuyện gì xảy ra đám đông hình như là người dân trong làng họ đang lo lắng nhìn xuống dòng sông đâu đâu rồi không thấy cái thu nữa chìm rồi không thấy nữa tôi cố gắng lại gần thành cầu để nhầm một cái xuống dưới dòng nước bóng người vừa nhảy xuống đang vẫy vùng ngập lặng để tìm cô gái tên thu tự vẫn Bóng dáng nạn nhân đã chẳng thấy đâu Người cứu trông cũng có vẻ hơi đuối sức rồi Tôi chỉ dám nhìn thế thôi rồi lùi lại Chiếc cầu này được lắp ván Những chiếc ván đã thủng lỗ chỗ Lộ cả dây thép dây thần phía dưới ra Tôi nuốt nước bọt rồi ngẩng lên nhìn thẳng Cảm giác trông trên đáng sợ quá Lên đi cháu ơi Chị Hiệp, chị Hiệp ơi Thôi lên đi Về thôi, đừng cố nữa, chìm rồi Đám đông hét xuống phía dưới Hóa ra người dũng cảm lao xuống cứu là một cô gái Hành động quá sức nguy hiểm Cây cầu không quá cao Nhưng nhảy thẳng xuống như vậy Cô gái cũng dễ mất mạng như chơi Chết rồi con bé không chịu thôi Nó đuối mất Đám đông xì xào Rất lo lắng cho số phận của cô gái dưới kia Tôi sốt ruột Lại cố gắng ngó xuống Quả thực cô gái đang chơi với Nhưng vẫn cố lặn xuống vài lần nữa Không muốn bỏ cuộc Bỗng đầu từ trên bờ phía đối diện Dưới chân cầu một thanh niên lao thẳng xuống sông, bơi lại gần cô gái kia và kéo bằng được lên bờ. Phía trên bờ có thêm vài thanh niên khác đang mây dây thần quăng ra. May quá, thằng Vũ xuống cứu rồi. Khổ thần cái thù quá. Một người nghẹn ngào, tôi cũng không rõ lý do tại sao cô gái đó lại nhảy cầu tự vẫn. Cô gái được kéo lên bờ vẫn cố giãy giụa đòi xuống lại. Chắc cô gái vừa nhảy cầu có mối quan hệ mật thiết với cô gái này. Con ơi, con ơi, một người phụ nữ chạy từ sau lưng tôi tóc tai rối bù mặt mũi méo xệch con tôi đâu rồi có cứu được nó không con tôi đâu rồi người phụ nữ là mẹ của nạn nhân cuống cuồng hỏi người dân xung quanh ôm chặt lấy vai người phụ nữ an ủi mặt ai cũng lộ vẻ đau buồn bà mẹ khóc lóc thảm thiết làm tôi thắt lòng lại tôi không biết nên làm gì với thảm cảnh ấy tôi đứng đây như người thừa lại vong ma hồn quỷ ác độc người mẹ hét lên Chẳng có nhẹ lại thêm một nạn nhân nữa ư Tôi chợt nhận ra mình đã lần khân ở đây hơi lâu Tôi phải vào địa chỉ trong làng Thế là tôi bước tiếp qua cây cầu gỗ nhỏ Bỏ lại đám người sau lưng Ngôi làng độc kiều nằm trên một hòn đảo riêng biệt Lối vào hòn đảo duy nhất là băng qua cây cầu này Thế nên làng mới có tên là độc kiều Chỉ một cầu Con sông chảy từ thành phố Khánh Hòa qua hòn đảo này Rồi chảy ra biển Vùng sông này nằm ở cửa biển, xác người rơi xuống có khi bị cuốn ra ngoài biển nếu như không dặn lưới kịp thời. Đi gần đến cuối cầu, tôi mới để ý có một thằng bé tầm 8-9 tuổi đang ngồi bệt ở đó, ngó nghiêng về phía đám đông, trên tay nó có một quyển sổ và một chiếc đèn pin, trán nó đầm đìa mồ hôi, lúc nãy tôi không thấy nó. Chắc chính nó là người chạy vào báo cho dân làng biết về vụ tự tử. Nó cầm mấy thứ đó ở đây làm gì nhỉ? tôi hơi tò mò nhưng đang vội nên không kịp hỏi mới vào đây đã chứng kiến mấy sự lạ rồi vào đầu làng tôi gõ cửa để hỏi dò nhà khách trong làng tìm người theo chỉ dẫn tôi đến một nhà khách nhỏ bước vào để hỏi phòng thân chủ và tiện kiếm luôn phòng nghỉ qua đêm tôi không sao liên lạc được với người nhà nạn nhân người chủ nhà khách nói rằng hiện giờ phòng của ông lãng không có ai ông lãng đã đi ra khỏi phòng từ sáng sớm cùng với một số người nhà anh cũng là người nhà của anh lãng à không tôi đến giúp chút thôi thế vụ đó là sao ạ à? tôi hỏi dò bà chủ chép miệng bắt đầu kể lễ. anh lăng tự tử đấy giờ còn chưa tìm thấy xác đâu trước đó vẫn còn vui vẻ đi làm lắm lâu lâu lại có vụ tự tử, tử mà không sao rõ nguyên nhân cũng chính vì thế mà làng này ngày càng vãn người qua kể lại đấy mấy người làm dịch vụ như tôi cũng sắp chết đói rồi khách toàn là thân quyến của nạn nhân về đây thôi khách du lịch chẳng thấy đâu ngày trước chỗ này cũng đông vui nhộn nhịp lắm sau làng này có một bãi biển khá hoang sơ thu hút một lượng khách du lịch thích cảnh đẹp tự nhiên thế nên nhà tôi mới kinh doanh nhà khách nhà nghỉ này đấy nhưng mà tầm gần chục năm trở lại đây nhiều vụ tự tử, tử quá nên lượng khách cứ giảm dần gần đây có chợ đầu mối khá nổi tiếng nên mối lái về đây sinh sống cũng nhiều thế mà cũng khó hiểu nhỉ để tôi tìm hiểu xem sao tôi nhận phòng cất vali đồ đạc rồi nằm nghỉ trên phòng đợi gia đình thân chủ về Tôi nằm ngủ thiếp đi, tới tận một rưỡi chiều mới tỉnh dậy. Tôi chạy xuống dưới hỏi xem ông Lãng đã về chưa, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Kỳ lạ nhỉ? Hẹn tôi rồi mà lại cư xử thế này. Tôi đưa số điện thoại nhờ bà chủ gọi cho nếu như gia đình ông Lãng về, rồi quyết định ra ngoài thăm thú xem thế nào, rồi tìm chỗ ăn luôn. Vừa dậm bước ra khỏi cửa, bà chủ nhà nghỉ nói với theo. Lạ nước, lạ cái, anh đừng có về muộn quá nhé. Tôi ẩm ẩm ừ ừ rồi đi ra ngoài, thăm thú ngôi làng. Sáng nay nghe bà chủ nói sau làng có bãi biển hoang sơ nên tôi cũng muốn ra ngắm thử. Ngôi làng này cũng đơn giản, có đầy đủ nhu yếu phẩm, chỉ không có hàng ăn hoặc đã đóng cửa vì lỗ. Giữa làng có một bồn nước lớn trên cao, nghe người dân nói là để trữ nước sinh hoạt trong làng, vì sông giáp biển nên nước sông là nước lợ, không thể dùng làm nước sinh hoạt được. Người dân ở đây chủ yếu làm nghề đánh bắt hoặc chở khách buôn bán thương lái ở trong một môi trường bao quanh toàn nước thế này, quả thực tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi vẫn thích ở trên núi hơn. Thế nhưng nỗi sợ nước của tôi không phải nỗi sợ cùng cực. Khi bất đắc dĩ, tôi vẫn phải làm việc và sống chung với nó. Khi đã đến đây rồi, tôi phải đi tìm hiểu xem sao. Thế nên tôi tìm đường ra bãi biển sâu đảo. Quả thực cảnh đẹp hút tầm mắt. Đó là một bãi biển hoang sơ, đầy đá dâm, bãi đá sắc nhọn, hùng vĩ, biển gầm gào tung bọt trắng xóa. Sống ở đây hơi lớn nên chỉ là bãi biển khám phá trải nghiệm chứ chưa thể là bãi biển thương mại được. Ở ngoài biển còn có tấm bảng ghi, sống dữ, lưu ý không bơi ra xa bờ. Tôi chỉ dám đứng ở xa xa quan sát biển chứ không dám lại gần sóng nước. Bãi biển chỉ có lát đác vài người đang nghịch nước, tắm biển, chụp hình. Tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy một bóng người nhát quen đang ngồi trên một cò đá sát biển. Cô gái đó mặc nguyên chiếc áo sáng nay, Cô gái đã dũng cảm nhảy xuống dòng sông để cứu bạn mình. Tôi tò mò tiến lại gần nhưng chẳng dám hỏi chuyện. Cô gái chỉ tầm trạc 30 tuổi, trẻ hơn tôi những hơn 10 tuổi. Cô gái để tóc ngắn như con trai, làn da rám nắng, thân hình rắn rỏi trong chiếc áo sơ mi màu xanh. Bảo sao tôi cứ nhầm là con trai. Khuôn mặt cô gái lộ rõ nét đau khổ không sao lẫn đi được, chỉ khác là không có những giọt nước mắt chảy xuống. Tay cô gái nắm chặt thứ gì đó cứ mở ra xem rồi nắm lại, mắt nhìn xa xăm. Tôi muốn tìm hiểu thêm về những điều bí ẩn trong những vụ tự tử mới đánh liều. Này, em gì ơi? Cô gái quay ra. Gì thế chú? Tôi giật thót Mình trong già đến thế cơ à? Anh thôi, gì mà chú? Xin chia buồn với em nhé. Sáng nay có cô gái nhảy cầu là người thân của em à. Nó là bạn thân nhất của cháu. À, em Cô gái đáp cục lũng rồi lại quay đi, có vẻ cũng là người kiệm lời. Sao cô bé ấy lại làm thế? Xin lỗi, anh hỏi hơi vô duyên, nhưng anh đang cần tìm hiểu một số chuyện. Anh là nhà báo à? Nhà báo thì biến đi, tôi không tiếp đâu. Cô gái nhìn tôi giận dữ rồi đứng phát dậy bỏ đi, làm tôi không kịp nói thêm câu nào, quá ư quyết liệt. Tôi cũng đành thẩn thờ bỏ đi, tìm đường quay lại thành phố để mua chút đồ ăn và vài thứ dụng cụ cá nhân tôi lỡ mang thiếu Tôi đi thật nhanh qua cầu và vẫn thấy thằng bé sáng nay ngồi ở đó. Nó là người chứ không phải ma. Nó thấy tôi thì nhìn chăm chăm rồi cúi xuống ghi cái gì vào quyển sổ. Tôi đi thẳng qua cầu, không nhìn xuống dưới. Tôi phải đi bộ hơn cây số mới bắt được xe đi. Không thể ngờ đây từng là một khu du lịch. Lang thang trên thành phố cả chiều, tôi quay trở lại hòn đảo khi trời đã sầm sẫm tối. Bước xuống con dốc dẫn đến cây cầu, tôi lại thấy cảnh tượng đông vui bất ngờ. Trên cầu lố nhố người đứng, họ đang yên lặng nhìn sang hai bên cây cầu, chắc là có đoàn du lịch mới đến chăng. Tôi vui vẻ bước về phía cây cầu để về đảo, thì một ánh đèn pha rất gắt chiếu thẳng vào mắt tôi, ánh đèn chiếu từ phía bên kia cầu sang. Tôi nhíu mắt lại rồi mở ra, đoàn người đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Chỉ có tiếng nước chảy âm y lạnh lẽo dưới chân cầu. Người tôi lạnh toát, da gà nổi hết cả lên. Khung cảnh vừa rồi tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác Hay là vong ma Ánh đèn kia vẫn nháy nháy về phía tôi Tôi nhìn kỹ hơn thì nhận ra ngọn đèn bắt nguồn từ ánh đèn pin của thằng bé Tôi nhìn thấy ban sáng Nó vẫn chưa về ư ừ. Nó đang vẫy vẫy tay gọi tôi mau sang cầu Tôi âm chặt hai cánh tay rồi đi gần như chạy qua cầu Lòng giấy lên chút sợ hãi Cây cầu khẽ rung lên trong từng bước chân khi tôi tiến dần lại gần phía thằng bé Thì ánh mắt vô tình đảo xuống dưới chân Qua một chiếc lỗ nứt nẻ Dưới tấm ván gỗ lót cầu đã mục Một con mắt trắng giả Đục ngầu Đang nhìn lên tôi chầm chầm Chương 5 Giấc mộng Tôi hét lên kinh hồn Trên loạn choạng suýt ngã ra sau Ngay khi vừa mới sang đảo Tôi quay phát lại Nhìn kỹ về phía chiếc lỗ thủng mà tôi vừa đi qua Cây cầu chìm trong bóng đêm heo hút Xung quanh cây cầu cũng không có dụng cụ neo giữ gì để cho một người trèo xuống dưới cầu cả. Vậy thì chắc chắn ánh mắt vừa rồi là của... Chú gì ơi? Thằng bé đứng phía sau lưng tôi đột nhiên cất tiếng làm tôi giật bắn mình. Gì? Gì thế? Vừa rồi cháu có nhìn thấy gì không? Thằng bé nói bằng giọng trung trung, sợ hãi. Chú vào làng đi ạ. À. Chú còn ở đây cháu không được phép về. Cháu sợ lắm rồi. Thằng bé méo máu. Tôi đành bước chân về phía trước thằng bé ngay lập tức đi theo sau này cháu bé cháu không đi học à sao cháu ở đây cả ngày thế cháu ở cầu đếm người ạ à? thằng bé đáp tay ôm chặt cuốn sổ vào ngực đếm người gì cơ tôi ngạc nhiên đếm người qua lại cây cầu ấy mà đi từ bên này sang bên kia đi từ bên kia sang bên này rồi ghi vào sổ mỗi tháng một lần thôi tháng này đến lượt cháu sao lại phải đếm người làm gì tôi lại hỏi tiếp Cháu cũng không rõ lắm Cháu chỉ được dặn là đếm số lượng người qua cầu thôi Thấy vượt hơn 40 người thì phải đi báo Cháu còn được dặn Thấy người sắp nhảy cầu thì phải vào nhà ông Khang đầu làng báo ngay Tôi câu mày vì sự thật khó hiểu Tại sao những việc như thế này lại giao cho những đứa trẻ làm Thôi cho đi nộp sổ đây Nói xong thằng bé chạy vụt đi ơ, ờ, này Tôi gọi với theo Định bụng hỏi nó kỹ hơn về cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy trên cầu khi nãy nhưng nghĩ có khi thằng bé cũng không nhìn thấy rồi lại thôi tôi đi thẳng về nhà nghỉ của mình bên trong đảo mọi người vẫn sinh hoạt bình thường ánh đèn tiếng tv tiếng người nói vòng ra văng vẳng chẳng có vẻ gì bất thường cả mở cửa bước vào nhà nghỉ bà chủ đứng quay chào tôi thầy vĩnh à ông lãng về rồi đó đang đợi thầy đấy thầy pháp nổi tiếng mà cứ giấu nghề thầy cứ đợi ở dưới này để tôi lên gọi ông lãng Tôi chỉ biết gật đầu cười trừ rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách nhỏ xíu. Năm phút sau, một người đàn ông quắc thước, dự đâu ngoài 60 tuổi, đi chậm rãi xuống dưới cầu thang, dáng điệu mệt mỏi. Tôi đứng dậy bắt tay người đàn ông. Chào chú. Chào thầy. Xin chia buồn với mất mát của gia đình. Cả ngày hôm nay cháu đến nhưng không gặp được chú. Chân thành xin lỗi thầy. Tôi trầm việc ngổn ngang cũng vì đau buồn mà quên khuấy mất ngày tháng cứ ngỡ mai thầy mới tới. Chuyện ở làng Thổ Hà còn chưa giải quyết xong, Gia Quyến đã có chuyện rồi. Cũng may cô Loan giới thiệu thầy đến giúp đỡ. Người đàn ông cúi đầu khổ tâm. Chú cho cháu mạng phép hỏi, anh nhà mất từ độ nào? Người dân ở đây báo nó mới nhảy cầu từ tuần trước, nhưng giờ sát mãi không nổi. Tôi chỉ sợ trôi ra biển mất thì không tìm được nó. Giọng người đàn ông ngẹn lại, nước mắt trơm rớm. Tự nhiên anh Lăng tự tử à Tôi hỏi Tôi nhớ lại lời loan về cô đỏ của gia đình ông Lãng theo về Ám chỉ cái hạng lớn của gia đình Tôi bấm ngày giờ sinh âm lịch của anh Lăng Còn ông Lãng cũng chưa tận số Mô mã chưa yên Tức người thân phải gánh hạn cho phần âm Vâng thầy Tôi có hai thằng con trai Đều đi xa nhà làm ăn hết Cũng vì gia cảnh nghèo Tôi không cho chúng nó được cái gì Thằng Lăng là con cả đi khỏi nhà từ năm 25 tuổi. Nó lan bạc vào tận đây, buôn bán ở cái chợ đầu mối gần đây này. Cũng cố gắng gửi được chút tiền về cho gia đình, vợ con thì không có. Tôi thương nó đứt ruột. Tôi có bảo con là khổ đau mệt mỏi quá cứ về với gia đình. Thế mà nó lại chọn cách tiêu cực thế này. Giờ mong thầy tìm sát thằng Lăng về rồi giải giúp hàng âm cho nhà tôi. Gia đình tôi đội ơn thầy. Theo như cháu thấy thì có lẽ cái chết của anh Lăng không đơn giản là tự vẫn Thế sao hả thầy Cháu có nghe bác chủ nhà nghỉ ở đây nói qua Là trước đó anh Lăng còn vui vẻ lắm Bán hàng bình thường Còn dự định tới đến đánh chuyến về thăm nhà Một người như vậy tự dưng tự tử thì cũng hơi kỳ Địa điểm anh ấy nhảy cầu Cũng là ở chiếc cầu ngoài kia ư Vâng thầy Cầu đó nhiều người tự tử lắm Tôi cũng nghe đồn Đồn gì Dưới chân cầu đó có vòng ma cầu dẫn người ta phải chết Ai không may mắn sẽ bị kéo theo. Nhưng tôi không biết thực hư thế nào. Người dân cũng không chịu kể rõ, sợ ảnh hưởng làm ăn. Dù gì, hòn đảo này cũng vắng vẻ nhiều rồi. Sáng nay lại có vụ tự tử nữa đó chú. Chú biết chưa? Thế hả thầy? Ông lãng thản thốt, mặt thất thần. Tôi chưa nghe ai bảo gì cả. Có lẽ hòn đảo và cây cầu đó có điều gì bí ẩn. Sáng sớm mai cháu sẽ làm lễ cầu siêu và thử gọi hồn anh Lăng về để tìm xác. Bác, bớt đau buồn về nghỉ ngơi đi, cháu sẽ cố gắng giải quyết ngọn ngành. Chúng tôi, ai về phòng đấy, tôi định tìm bà chủ nhà nghỉ hỏi thêm về những lời thằng bé con nói vừa nãy, nhưng lại chẳng thấy bà ấy đâu nữa. Nằm một mình trong phòng, tôi vẫn còn cảm giác gai lưng vì ánh mắt lúc nãy tôi nhìn thấy trên cầu. Tôi đã tiếp xúc đủ với các loại tà ma quỷ quái, nhưng chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào lạnh lẽo và đầy giả tâm như vậy nếu như nó thực sự là nguồn cơn của hàng loạt cái chết gần đây của người dân xung quanh hòn đảo này thì ma lực của nó không hề đơn giản tôi thiêm thiếp ngủ đi từ bao giờ và thế rồi tôi lạc vào trong một cơn mơ tôi đang đứng trên con cầu dẫn vào hòn đảo này trước mặt tôi là cô gái tinh thu sáng nay đã gieo mình xuống dưới dòng sông cô gái vẫn đang đứng lặng yên bên cầu mái tóc đen bay lất phất và khi tôi tiến lại gần thu quay sang một khuôn mặt lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ được ngắm kỹ. Cô gái khóc rất thảm thiết, người bắt đầu nổi những dòng gân xanh ngoằn ngoèo như rắn, ánh mắt thu thâm đen lại, đỏ ngầu, vẫn giữ nguyên dáng đứng ấy. Cô gái nhìn tôi. Cứu, cứu tôi với. Thu nói như vậy, thế rồi thoát cái, chẳng kịp đợi tôi làm gì, cô gái lại trèo lên cầu và gieo ngược mình xuống sông. Tôi cuống cuồng chạy theo nắm lấy cánh tay cô gái nhưng vẫn không kịp nắm tay tôi vụt khỏi tay cô gái chỉ trong một khoảnh khắc. Cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên như ban sáng. Nhìn xuống cầu, tôi thấy cô gái nổi lên bên trên mặt nước với vẻ mặt vô thần. Tôi chạy đi tìm người cứu. Thế nhưng tôi chạy mãi, chạy mãi, vẫn không thể sang được tới bờ bên kia. Chiếc cầu tự dưng gãy nát và tôi rơi mình xuống dưới dòng sông cuồn cuộn chạy phía dưới. Tôi hoảng sợ cực điểm. Dòng nước không đáy bắt đầu nhấn chìm tôi. Nước tràn vào khí quản tôi, Cảm giác bị vây hãm bởi nước khiến những ký ức kinh hoàng ngày xưa ùa về. Tôi không thở được. Tôi cố ngoi lên. Một bóng người bơi đến, ghi chặt tôi xuống và rít lên. Mày chết rồi! Mờ mờ qua dòng nước lấp loáng, tôi thấy ở trên cầu, lúc này đã vẹn nguyên trở lại. Có hàng chục người đứng. Ánh mắt trầm trầm nhìn xuống dưới, nơi tôi đang nằm. Tôi giật mình tràn tỉnh, thở dốc cơn mơ khiến tôi khó lòng mà chịu được cơn mơ làm tôi cảm thấy nóng ruột muốn tìm hiểu ngay tức khắc biết nằm tiếp cũng khó mà ngủ lại tôi quyết định thay quần áo bới chiếc đèn pin trong túi rồi khẽ khàng rời khỏi phòng xuống tầng trệt dưới tầng im ắng chỉ có một cậu thanh niên đang nằm ngủ lăn lóc trên ghế tựa hình như là bảo vệ của khu nhà nghỉ tôi đành đánh thức cậu ta dậy xin mở cửa tôi cần kiểm chứng một số thứ cậu ta làu bầu nói Mở thì mở, nhưng chú đừng đi qua cầu. Giới nghiêm tới 5 giờ sáng đấy, nhá. Ừ, yên tâm. Cửa mở xong, tôi lao ra ngoài. Tôi bước phăm phăm về phía cây cầu kia. Tôi muốn thực sự trải nghiệm lại những gì đang tồn tại ở đó vào ban đêm, chứ không phải trong ánh sáng ban ngày. Dù đó quả thật là một sự đánh liều bất chấp lời cảnh cáo không rõ ràng của những người dân nơi đây. Tôi đi theo con đường vắng lặng ra tới đầu hòn đảo. Cây cầu hiện ra trong đêm, đỉnh đạt và yên ắng với vẻ cổ kính reo phong, những tấm gỗ mục. Tôi đứng trước cây cầu nhưng không dám bước lên. Tôi cứ đứng như vậy một lúc, suy nghĩ xem mình nên làm gì trước. Đột nhiên, có có Từng tấm ván gỗ vang lên kèn kẹt như đang có người bước lên, làm tôi rùng mình. Lúc này trên cầu làm gì có ai? tiếng có két vang lên càng ngày càng nhanh và mạnh, Tiếng dần về phía tôi. Tôi vội vã lùi lại, tay trái nắm chặt số bùa trong túi chuẩn bị vận bùa. Một bàn tay khẽ nắm chặt lấy cổ chân tôi dằn mạnh. Tôi bất ngờ ngã ngửa ra sau, đóng bùa trong túi sổ ra bay lả tả trong gió sông. Tôi nhìn về phía chân mình thì thấy bàn tay trắng bệt, vươn lên từ phía dưới cầu đang gắn sức lô tôi sang đầu cầu. Nơi không có rào trắng để tôi rơi xuống dưới dòng sông đen ngòm dưới kia. Giấc mơ thành thật ư. Đây là thứ ma quỷ gì vậy Tôi dãy dụ mãi không được Những tấm bùa với mãi không tới Tôi phải làm gì đây Chương 6 Bả trà Bàn tay mạnh bạo đó kéo chân tôi sình sệt xuống dưới mép cầu Lực kéo mạnh tới mức Không hiểu một ông già hơn 40 tuổi như tôi Có thể trụ được đến bao giờ khi không có bùa chú Đúng lúc tôi cảm giác như mình sẽ rơi thẳng xuống dưới màn nước đen ngòm sâu hun hút Thì một cánh tay nắm lấy cổ áo tôi dằn lại Người tôi rung lẩy bẩy, cố ngước mắt nhìn lên. Người đó cố gắng dùng mọi sức lực để kéo tôi ngược lên. Thế nhưng lực kéo của con ma không hề dễ dàng để kháng cự. "Lấy, lấy lá bùa màu đỏ kia, giúp tôi, nhanh với." Người đó cũng sững lại một giây rồi cố gắng với lấy đám bùa ở đằng xa, thế nhưng chúng vẫn còn xa tầm với. Thế rồi, một cơn gió thổi mạnh lên phía bên kia cầu, làm một số lá bùa tung lên trong gió. Người đó khéo léo vươn tay ra để bắt gọn lấy một lá bùa Thật may hơn nữa, đó là lá bùa đỏ Bàn tay rắn rỏi đó đưa tấm bùa cho tôi Như đưa miếng bánh cho người sắp chết đói là tôi Tôi vội vớ lấy lá bùa kẹp chặt lại Dùng khí thổi lửa Luôn lửa phun ra sáng loà Bàn tay ghê tởm kia buông tôi ra Rụt lại Tôi bật ngã ra đằng sau Đè lên chân người vừa cứu tôi Tôi lờm cơm bò dậy Họ sặc sụa vì bị tấm cổ áo lôi lên người kia cũng đứng dậy phủi tay phủi chân tôi quay lại để nói lời cảm ơn cảm ơn nhé ơ ờ... tôi nhận ra người đó và chợt cảm thấy xấu hổ ơ ờ, ông nhà báo à đó chính là cô gái tôi vừa gặp chiều qua tôi vừa được cứu mạng bởi một cô gái kém hơn tôi chục tuổi cô gái đứng yên lặng trong đêm màu tóc cháy cùng với ánh mắt nâu sâu thẳm ánh mắt ấy nhìn tôi dò hỏi có chút khó hiểu ánh mắt đinh ninh ấy làm tôi nhớ tới một người một luồng cảm xúc dấy lên trong lòng tôi giờ này chúng ra đây làm gì thế còn biết mấy món bùa cơ à cô gái gặng hỏi đã bảo gọi là anh thôi mà tôi không phải nhà báo tôi bối rối đưa mắt ra chỗ khác thế anh là gì anh về đây làm gì tôi là thầy pháp được chưa tôi về giải quyết một vụ chết đuối ở trong đảo này thật á Chẳng nhẹ lớn rồi tôi còn đi đùa cô Thế đêm rồi cô ra đây làm gì Cô gái im lặng Và nhìn về phía cây cầu trân trân Không đáp Lặng im lắc lâu Cô gái mới khẽ nói Biết đâu tôi gặp được Thu 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 có phải cô gái hôm qua Cô gái tên Hiệp chỉ thở dài Người đâu mà tên con trai Tính tình cũng như con trai nữa nếu tôi không phải là nhà báo Thì liệu cô có thể thoải mái mà giải bày cho tôi nghe sự tình đằng sau vụ tự tử, tử kia không? Tôi thật sự cần biết để có thể giải quyết Chẳng nhẽ cô bé Thu gì đó cũng đi qua đây và bị kéo xuống như tôi Vào giây phút tôi gần như bị kéo tuột xuống sông Tôi đã nhìn thấy điều mà tôi cần kiểm chứng Vào thời còn trẻ Vì quá tham vọng mà tôi đã cố gắng mở luân xa xấu Thậm chí là bẫy ra tôi phải trả giá cho hành động đó. Và nhờ luân xa xấu có hé mở, nên việc nhìn thấy người âm đối với tôi là bình thường. Không cần phải khai nhãn gì cả. Lúc nãy, lúc sắp rơi xuống nước, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt dữ dằn đó, cùng với chiếc miệng cười toát đang đón chờ tôi trong bóng tối của cây cầu. Tôi vừa lúi húi nhặt đống bùa rơi vải trên cầu, vừa ngó quanh quất. Hiệp cũng cẩn thận nhặt vài tờ giúp tôi. Tôi im lặng đợi Hiệp trả lời, hiệp khẽ đáp trải nghiệm của thu chắc chỉ có cô ấy mới hiểu được nếu như chỉ cần cẩn thận khi đi qua cầu nếu như chỉ cần đơn giản như thế tôi tôi đã hiệp nắm chặt tay ra chiều bất lực lắm nhặt xong bùa chúng tôi nhanh chóng quay vào trong đảo vừa đi vừa nói chuyện cô có nhìn thấy chúng không tôi hỏi nhìn thấy gì cơ những bóng hồn oan khuất dưới cây cầu này. Tôi không nhìn thấy gì cả. Nãy tôi chỉ thấy anh như đang sắp ngã xuống sông mà không sao kéo lên được. Vậy sao cô còn mong gặp lại vong hồn của Thu? Hiệp mỉm cười, coi bộ đau khổ lắm. Lãng bản lờ mờ bóng ai, còn chưa hiểu rõ tai ương bất ngờ. Hồn lưu độc chiếc đứng chờ, trên cầu vong phách có về được đâu. Đó chính là câu ca dao truyền lại của hòn đảo này đấy người ta thường kháo nhau rằng người chết đuối trên con sông này hay tự vẫn ở trên cây cầu này vẫn lưu lại ở nơi đây chỉ cần nửa đêm ra đây đứng chờ người cần gặp sẽ đứng ở bên kia cầu nhìn lại và có thể chúng tôi sẽ được nói chuyện với nhau câu nói vừa rồi của hiệp cũng làm tôi bất giác rùng mình vậy là cuối cùng tại sao cô thu đó lại tự vẫn vậy có giống như thần chủ của tôi không thần chủ của anh là ai hiệp hỏi. Anh Lăng gì đó, người dân trên hòn đảo này chắc cô biết chứ. À, tôi biết anh Lăng, người hiền lành chân chất lắm, cũng khổ, anh ý liên lụy, bị dính nguyền ấy mà. Nguyền gì? Câu chuyện bất thành văn lưu truyền ở hòn đảo này rồi, nhưng nếu tôi nói ra, sợ tai ương sẽ đến, rồi anh cũng sẽ biết thôi. Vậy còn cô Thu, cô không nói được gì hơn à? chuyện của thu là một câu chuyện dài tôi không biết mình có quyền được nói ra không dù thu là bạn thân nhất của tôi nếu anh muốn tìm hiểu mai anh hãy qua nhà bắt bắt mẹ cái thu rồi hỏi dù sao người cũng đã đi rồi tôi không muốn bới lên chuyện quá khứ tôi im lặng ở hòn đảo này có vẻ như mọi người khó để nói lên sự thật điều mà họ đang sợ hãi trong lòng thôi chào anh tôi về đây đêm không ngủ được tôi lẩm cẩm mất rồi Hiệp quay lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Tôi nhìn bóng dáng cô gái đi xa dần, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị lễ cầu siêu và gọi hồn người mất. Cả gia đình ông Lãng cũng giúp tôi chuẩn bị. Tất bật cả sáng mới đủ đồ. Gần trưa, chúng tôi sẽ lập đàn bên bờ sông. Dòng sông cuồn cuộn chảy thẳng ra biển cũng đủ khiến tâm hồn tôi lao đao, choáng ngợp. Thế nhưng khi vào việc, tôi luôn rất nghiêm túc Gần tới giờ đẹp, đàn lễ cũng dựng xong. Chút ánh dương ban sáng hé mở sau màn mây, tự dưng lại lẫn khuất sau bầu trời, làm tôi dự cảm chẳng lành. Buổi lễ bắt đầu, tôi đọc kinh, khấn phái, xin phép thần Phật, hà bá con sông này, rủ lòng thương xót, hoa tàn trôi nổi, đưa lối cho về. Khấn phái xong, tôi hướng dẫn người nhà thả chim, thả cá xuống sông, rồi chuẩn bị gọi hồn. Tôi nắm đĩa xin quẻ, xin ba lần, quẻ đều không tốt, lòng tôi lo lắng, không biết các ngài có nhận được lễ không? Lễ có tới được tay vong hồn anh Lăng không? Gia đình anh Lăng ngồi quay tròn trên tấm bạc xanh, trải bên bờ sông. Tôi cầm cành liễu xin được, vẫn còn ngát lọc. Vậy nước thánh quanh vòng người rồi bắt đầu chiêu hồn. Tôi cố gắng mở cửa âm để mời hồn về. Tay cầm sẵn một chiếc chuông nhỏ treo. Hồn về, chuông sẽ rung lên và tôi sẽ nhìn thấy luồng khí trong chốc lát. Thế nhưng, khi qua vài đợt khấn, vài lần chờ đợi vẫn không có gì biến chuyển chiếc chuông im ắng như ngày lặng gió dù ngoài sông gió vẫn rít âm âm chuông chỉ kêu to khi có luồng âm khí mạnh gọi hồn thất bại vậy tức là vong hồn vẫn bị kẹt ở đâu đó không được phép về nhà tôi chợt nhớ tới bài thơ cô gái đọc đêm qua lòng thấy bất an tôi đành cáo lỗi với gia quyến điều quan trọng là phải tìm được xác người mất về gia đình giờ cũng chỉ có tâm nguyện đó cách đây rất lâu Tôi đã được truyền thụ một loại bùa cổ Trung Hoa, có thể miêu tả những thứ cần tìm thông qua một hình thức lý giải phức tạp. Đầu tiên, cần một loại chè được hái khi vừa trổ, chôn vào hũ, chôn xuống đất đủ 100 ngày, lấy lên và sắc bằng ấm sứ trắng nung mộc. Nước ngâm phải là nguồn nước kề cận nhất với vật mình cần tìm kiếm trước khi mất. Sau khi làm xong, bã trà sẽ tự nhiên cho ta câu trả lời. Cách lý giải rất khó, nhưng chỉ cần lần đúng mạch gần như chắc chắn sẽ tìm được. Vừa hay tôi có mang một chút lá chè khô này, dù sao cũng phải thử. Tôi thắp một tuần hương và khéo léo làm bùa, tôi nhờ mọi người đi quanh làng tìm kiếm những ấm sứ trắng cổ, không có hoa văn càng tốt để bắt đầu. Dù rằng không ưng ý 100%, họ vẫn mang về cho tôi được một ấm sứ. Tôi nhờ người lấy một gáo nước sông nơi mà anh Lăng gieo mình xuống để sắc ấm. Mỗi lần chỉ lấy một ít bã, nhiều nước sắc đủ một tuần hương nước sôi li ti cạn gần hết mới bắt ra người bình giải phải uống gần cạn lắc cốc đổ hết đi sau đó sẽ thấy bả trà tôi làm theo các bước đã được truyền dạy thật cẩn mật sau khi uống gần cạn tôi xoay cốc ba vòng rồi úp ngược xuống chiếc đĩa trắng nhỏ nước chảy hết tôi lật ngược cốc lại rồi tôi khâm tay che lấy bả trà rồi từ từ hạ chiếc cốc xuống bả trà trong cốc chia làm ba mảng Hai mảng cách nhau một khoảng trong. Khi mảng nhỏ, màu sắc đậm hơn tạo nên một kẻ hở. Một vài vụn lá tạo thành hình ảnh của những hòn đá to nhỏ khác nhau nằm xung quanh đó. Có tượng hình của một ngôi nhà và khuôn mặt của một người đàn ông nằm ở hướng đó. Vậy là tôi đã có câu trả lời. Có lẽ xác người đã trôi vào trong một lạch nước nào đó và kẹt ở đấy, nơi gần một ngôi nhà nhỏ. Điều cần thiết giờ là kiếm thuyền xuôi sông tìm kiếm, đến đúng địa điểm như trên bã trà đã miêu tả tôi đã tìm hiểu ở trên đảo có một người đàn ông chuyên chở thuyền buôn bán nhận cả việc vớt xác cứu người tự vẫn thế nhưng ông vẫn thường xuyên đánh hàng vào trong thành phố men theo con sông này để kiếm kế sinh nhai nên không phải lúc nào cũng ở đây ngày xưa gần đây cũng có chợ nổi thương lái đánh hàng qua lại đây vô cùng nhộn nhịp thế nhưng khi khách du lịch vạn bớt con đường đánh hàng của ông lão đó ngày càng một xa xôi ông lão tên mười Đích thân ông Lãng đã đứng chờ ông Mười ở bến sông cả ngày hôm đó để nhờ ông Mười cùng giúp đỡ, tìm kiếm người mất, theo sự chỉ dẫn của tôi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông Mười cuối cùng cũng nhận lời, phần vì ông bận, phần vì sợ không tìm được lại ấy nấy. Vậy là tôi mất thêm một ngày một đêm nữa, cố gỡ cục rối như tơ vò này từng chút một. Đoạn sông từ đây ra biển cũng tầm 2 km chứ không phải quá ngắn, lại có nhiều mạch nước nhỏ. Chúng tôi cần phải kiên nhẫn hơn, Nghĩ đến cảnh lên đên trên thuyền, bốn bề là nước, tôi lại cảm thấy lợn cợn, sợ hãi. Thế nhưng tôi đã nhận vụ này, tôi phải cố gắng hết sức mình. Thế là đêm đó, tôi tụng kinh trước khi ngủ để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho chuyến đi ngày mai. Tảng mờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã có mặt ở bến thuyền. Thực chất, chỉ là một cái cọc gỗ neo thuyền mà thôi. Thuyền của ông Mười khá lớn, đủ để chở gần chục người. Ngoài tôi và một vài người thân trong gia đình ông Lãng, trên thuyền còn vài thanh niên trai tráng trắng rõi. Tôi cảm thấy quen quen, ngờ ngợ. Hình như tôi từng gặp họ ở đâu đó rồi. Đây là đội thanh niên của đảo. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi bận việc thì luôn có chúng nó lo liệu. Nên mọi người cứ an tâm tin tưởng nhé. Thế rồi chúng tôi đi. Con thuyền bắt đầu xuôi theo dòng nước. Tôi ngồi im liềm giữa thuyền, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh và tin tưởng. Chúng tôi sẽ tìm đúng địa điểm mà lá trà báo hôm qua, Thế nhưng tôi đâu ngờ Phía dưới làng nước kia toàn là những điều khủng khiếp Và đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay Như vậy là một cái sự việc mà chúng ta có thể khẳng định là ở dưới sông đó có một con quỷ không phải là ở dưới sông mà chính xác là ở dưới cây cầu đó có một con quỷ nó ẩn nấp ở dưới cây cầu ngay cái lúc mà thầy Vĩnh chạy ngang qua và nhìn xuống ở những cái khe hở đột nhiên thấy nguyên một con mắt trắng giả ngó chừng chừng lên đó các bạn cái khúc đó nó rất là khủng khiếp luôn nhưng mà qua ba cái chương này thì các bạn có lại nghe mùi gì nữa không một cái mùi nó rất là quen thuộc đó các bạn tự nhiên bắp đánh hơi bắp nghe mùi ở đây thôi chứ còn không biết sự tình sẽ như thế nào cũng giống như là lần bắp đánh hơi hiếu và hoài nhưng mà hy vọng là lần này Couple sẽ ship thành công à, nó ngoài lề một chút đi là à, lúc mà nghe thầy vĩnh á thì à, bắp cũng ship là thầy Vĩnh có khi nào là với cô Loan không Tại vì cả hai đều là Đều là kiểu như là thầy Pháp uh, Trừ tà diệt ma giúp đỡ cho Người dân uh, giúp đỡ cho mọi người Nhưng mà suy nghĩ lại thì Nếu mà cả hai người cùng làm một ngành nghề Ủa sao tự nhiên cái mình ngồi đây Mình ngồi mình ship mình bàn tán chuyện uh, Kiểu như là chuyện tình duyên của thầy Vĩnh vậy Ờ uh. Được thôi. Nói chung là bắp cảm thấy bắp nghe mùi là của thầy Vĩnh với lại cái bạn Hiếu á có một cái cá tính rất là mạnh mẽ và vẻ bề ngoài cũng rất là mạnh mẽ là tóc tém. Nàng làn da rám nắng và khỏe mạnh nữa. À, nhỏ hơn thầy Vĩnh tầm chục tuổi thôi chứ mấy mà gặp mặt đã kêu là chú rồi. Thầy Vĩnh không chịu, kêu là anh được rồi, không phải là chú, không cần gọi là chú đâu, kêu là anh được rồi. Mùi nồng nặc luôn chứ không phải là thoang thoảng nữa mọi người. Ở trong ba cái chương này thì cũng có một vài phân đoạn bắp thấy thầy Vĩnh cũng khá là không khá là đáng yêu và dễ thương, kiểu như là ngay cái đoạn à, mà thu nhảy xuống dưới sông á, thầy Vĩnh mặc dù rất là sợ nước sợ khi mà nhìn thấy những cái nước á cho nên cố gắng hạn chế nhìn thấy nước nhiều nhất có thể nhưng mà vẫn cố tò mò ra ngó xuống coi là ủa cứu được người chưa ngó xuống cái lúc mà hiếu nhảy xuống cứu á ngó xuống coi là ủa cái người kia cứ tìm được không để chốc 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 lại ngó xuống một cái nữa để coi coi là sự tình như thế nào à, cảm thấy cái khúc đó tự nhiên thấy thì vẫn cũng uh, cũng dễ thương và phải nói là lúc đó là thầy vĩnh cũng rất là muốn cứu cái người đó nhưng mà lực bất tòng tâm phần là vì mình sợ nước phần nữa là vì không biết bơi có nhảy xuống thì cũng không giúp được gì nhiều khi còn mất đi cả tính mạng nữa chắc chắn là sẽ mất đi tính mạng nếu như mà nhảy xuống vào lúc đó khi thầy vĩnh đi vào bên trong ngôi làng và lại bắt đầu có những cái câu hỏi được đặt ra cần thầy vĩnh tìm lời giải đáp và hiện tại là thầy Vĩnh đang đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Điển hình như là chuyện gì đã xảy ra với Thu, tại sao ngôi làng này lại bắt đầu phát hiện ra một cái lời nguyền giống như là lời mà Hiệp đã nói với thầy Vĩnh đó, là có thể là anh Lăng, con của ông Lãng đã dính phải một lời nguyền nào đó. Và mọi sự thật diễn ra như thế nào cũng như là câu chuyện sẽ còn có điều gì khuyên bí xảy ra nữa thì các bạn hãy cùng với Bóc đón xem tập kế tiếp vào thứ bảy lúc 9 giờ sáng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóc. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.